tool that won't let you down. Nice tool. Leatherman. Thanks. Hey! Leatherman. One tool that won't let you down. Nice tool. Leatherman. Thanks. Leatherman. Now you're ready. Spy đây. Hôm nay mình làm một cái video cái dụng cụ EDC hoặc là dụng cụ mình đi mô tô mình thường mang theo. Thì sẵn tiện trên tay đây mình có một cái kềm đa năng. Về các nội dung thì gồm có là giá cả, chỗ mua, tính năng sử dụng và đánh giá của cá nhân. Cái này mình mua lâu rồi các bạn, năm 2017 gì mình quên rồi. Đó, tới nay là cũng 4 năm rồi các bạn. 4-5 năm rồi. Thì trong quá trình sử dụng mình thấy cái cây này cũng rất là tốt. Giá hồi đó mình mua là 2 triệu mấy mình quên rồi. Còn giá thực tế bây giờ mình cũng không rõ. Các bạn cứ xem cái mẫu và tra giá trên mạng nha. Đây là cái mẫu Leatherman Super Tool 300. Tức là Leatherman Super Tool 300. Mua ở trên Sài Gòn. Tiệm nào quên rồi, tiệm Mai Nguyên cái gì quên rồi các bạn ha. Rồi khi mà mua về thì mình sẽ có nguyên một cái hộp luôn. Nguyên một cái hộp giấy đóng siêu đàng hoàng. Và được tặng kèm một cái túi giải các bạn, để mình có thể là mình bỏ cái cây kèm Leatherman này vô ha. Thì cái túi giải này các bạn có thể là thắt vô cái phần lưng quần nè. Nó có hai loại màu, trắng sáng, sáng bóng như thế này nè, giống như màu inox vậy đó. Và một cái loại là màu đen, black oxide. Thì màu đen nó sẽ mắc hơn nha các bạn. Rồi về chất liệu á, thì toàn bộ cái này là làm bằng thép không rỉ. Riêng một số cái lưỡi dao á, thì làm bằng thép chất lượng cao 420HC các bạn. Về cái tính năng sử dụng, thông số người ta nói là cái này tới 17, 18 hay 19 chức năng lận. Khi mà gấp gọn thì nó sẽ như thế này các bạn. Và chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong nha các bạn. Đây, hai mặt của nó thì nó có khắc cái chữ là Leatherman Super Tool 300. Ngoài nó sẽ có một cái cây thước đo các bạn ha. Một bên thì sử dụng là đơn vị là cm, một bên là đơn vị là inch thẳng ra. Thì nó sẽ được nguyên một cái cây thước. Một cái thước các bạn có thể là dùng cái ví các bạn kẻ. Như vậy bên ngoài thì chúng ta đã có được cái chức năng là thước đo. Và khi mở thì đây, chúng ta sẽ dựng như thế này, vòng quanh cái là ra được cây kèm các bạn ha. Ra cây kèm. Và cái kèm này nó không có lò xo hồi nha các bạn. Nhìn từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ có là cái mũi kèm, mũi nhọn, ngóc ngách các bạn. Chẳng hạn như các bạn sửa ống nước ha. Đó, sửa ống nước rồi các bạn cắt ống nước mà cái phần đầu nối nó bị dính á, thì các bạn có thể hơ lửa rồi các bạn đưa cái đầu đuôi chuột này vô nè, gấp nó vô rồi xoáy để đưa cái phần đó ra. Và là có nhiều ứng dụng khác nữa các bạn ha. Tiếp đến là cái phần hở ra thế này để các bạn có thể là cặp vô cái đầu bù lông hoặc là con tán các bạn dặn xiết. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái lưỡi nè các bạn thấy cái lưỡi không? Đây cái lưỡi nè, cái lưỡi thì nó sẽ chia làm hai vị trí, đây hai mặt ha. Và cái lưỡi này là các bạn có thể là thay được nha. Chẳng hạn trong quá trình mà sử dụng á, các bạn cắt cái loại kẽm hay là kim loại nào mà nó dày hơn so với giới hạn quy định á, nó bị mẻ thì các bạn có thể là có bù lông lục giác này các bạn tháo ra thay. Ở phía trên á thì chúng ta có thể là dùng để cắt cái loại mỏng nhỏ thôi, hoặc là cắt dây điện các bạn ha. Còn cái khoen ở dưới á, thì để chúng ta là cắt những cái cọng kẽm nó bự hơn, nó dày hơn. Rồi mình cắt thử luôn nha. Đó, ngọt ngay luôn ha. Rồi phía dưới là để mình cắt cái cọng kẽm đi. Đó. Đấy. Đứt ra ha. Đó. Rồi. Rồi chúng ta được một mớ chức năng các bạn ha. Đây cọng kẽm còn dính lại nữa các bạn. Phía dưới này các bạn nhìn nè, cái phần khóe nhỏ bên trong là để dùng cắt cái dây cáp thép. Và phía dưới nữa là để bấm đầu cót. Rồi cắt dây cáp thép để mình cắt luôn dây cáp thép cho bạn coi. Mình có một cái cọng dây cáp nè các bạn. Nếu như mà các bạn dùng cái kèm thông thường á, các bạn cắt mình nó không đứt đâu.
các bạn phải sử dụng là cái cây cây đục các bạn chim vô cái chỗ nào cứng cứng á, các bạn dùng búa các bạn gõ thì nó mới đứt được. Đây chúng ta sẽ luồn vô đây nè, đó các bạn thấy không, luồn vô đây nè, đây đầu nhỏ ha, rồi cắt đấy nè, nó còn dính một miếng nhỏ xíu thôi à, đây là đứt đó nè ha, rồi cắt lại cái nữa nè, đó đứt ha, cái nữa nha. Đấy. Rồi nó còn miếng ba dớ các bạn dùng trên nè, các bạn cắt. Đó, ngon lành ha. Bấm đầu cót thì ở đây. Chẳng hạn như mình có cọc dây điện nè. Rồi mình sẽ tước cái sợi dây điện luôn ha. Chẳng hạn vậy các bạn ha. Nè, đầu cót nè. Rồi, giờ mình đưa cái này vô đây để mình bấm. Đây các bạn thấy không? Đó. Giờ mình bấm. Đấy, thấy không? Chắc luôn. Hay không? Hay không? Đó, rồi tiếp nha. Còn một số chức năng nữa cũng khá là nhiều luôn. Hai cái bên hông thì nó sẽ có nguyên một cái những cái bộ dao tút nơ vít, và nó sử dụng một cái cơ cấu là cái cơ cấu lẫy các bạn. Cơ cấu lẫy để nó ngàm chốt cứng ngắc lại luôn các bạn ha. Rồi đầu tiên là cái cây dao bự nhất nè. Đó các bạn thấy ha, đút vô cái ngàm này nó sẽ kêu cái cắt nè, mình thấy là nè, đó kêu cái cắt. Rồi chúng ta sẽ gặp lại cho nó dễ cắt các bạn. Đây, đây là cái con dao dùng cái lưỡi chất lượng cao 420HC nha các bạn. Thì cái này các bạn ứng dụng là dùng để cắt hoặc là tạo cái ba dớ để mồi lửa các bạn ha. Nè, đó đó, đấy, rất là tuyệt vời. Rồi xong chức năng cắt gọt các bạn ha. Rồi tiếp đến chúng ta còn có cái gì để mình gặp nó lại các bạn. Cái vít dẹp. Vít dẹp thì các bạn là sử dụng để mở những cái con vít dẹp á, hoặc là các bạn dùng là để mở cái nắp sơn, cái nắp hộp. Một cái vít dẹp nữa thì cái đầu nó sẽ bự hơn một chút xíu nữa. Đây, cái này là cây dùi có lỗ để xỏ dây các bạn, để có thể là các bạn khi mà các bạn đi bên ngoài á, những cái trường hợp mà các bạn muốn dùi một cái gì đó xỏ dây, chẳng hạn như bạn khâu giá hay gì đó, thì các bạn sử dụng cái này. Đúng rồi đó ha. Rồi xong cái chức năng dùi. Ở đây mình có một cái lỗ như thế này các bạn. Ban đầu á, mình cũng không hiểu cái này là cái gì. Coi lại cái thông số thì cái này nó nói là giống như là một cái móc các bạn. Đó, các bạn có thể là móc vô cái ba lô của bạn hoặc là lưng quần gì đó. Đây, cái dũa. À, cái dũa các bạn. À, cái dũa các mặt đều có rảnh ha. Cái dũa thì dễ rồi, cái lưỡi dao hay là cái cưa nó bị mòn thì các bạn lấy cái này ra bằng dũa. Đây, chẳng hạn mình ví dụ ha. À, đó. Đó, dũa mài cho nó bén lại ha. Đó, cái này nếu như mà các bạn có xài cưa máy á, cái này mài cái lưỡi cưa cũng hay lắm. Đấy. Trên tay mình á là có một cái gì, cái Gerber vậy đó mà. Mình mua cũng lâu rồi. Cái này rẻ rề các bạn ơi. Cái này chỉ có 200 mấy à. Mà các bạn thấy thằng xét hết trơn nè. Thấy không? Ghê không? Tiền nào của đó nha. Với lại cái này nó không có chắc chắn. Xài nó dập dên hoài nó dễ bị đứt tay lắm, nguy hiểm lắm. Tiếp tục bên đây, con dao gần sống. Cái này là cũng là cái con dao dùng cái chất liệu thép cao cấp 420HC các bạn ha. Hồi nãy là cái con dao lưỡi cứng, còn cái này là con dao nó lưỡi nó mỏng hơn các bạn. Đó, dùng để cắt nè. Cắt ngon lành các bạn ha. Rồi ok. Cái này thì quá quen thuộc không các bạn. Cái này là dùng để mở cái nắp chai bia đó, bật lên cái ha. Ngoài ra thì cái này nó có một cái đầu này nữa các bạn. Đầu này là dùng để tuốt dây điện các bạn nè, để tuốt cái dây điện ra ha. Đó,
Đây. Vít ba ke. Cái điểm hay của cái này nữa, các bạn có thể là dùng cái đầu mở rộng. Thì cái này các bạn mua bộ ở ngoài á, nó có những cái như thế này nè. Các bạn lắp vô. Rồi các bạn phải có một cái adapter gắn vô. Đó. Rồi các bạn dặn. Đây là cái đầu vít dẹp các bạn. Ha, đầu vít dẹp thôi. Đó, cái cưa gỗ mình sẽ cưa ha. Phải có thế cưa nó mới dễ các bạn ha. Như vậy thì gần như là đầy đủ các chức năng các bạn. Với cái giá là khoảng tầm 2 triệu mấy, 3 triệu thì mình được khoảng gần 18, 19 cái chức năng các bạn. Rất là nhiều. Thì cái này á, mình sử dụng là mình để trên chiếc mô tô. Khi nào mà có cái sự cố gì mình có thể lấy ra mình ứng dụng mình xài. Đó. Rồi, các bạn thấy video hay, đừng quên là nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh của Live Spy nha. Nếu như các bạn có những cái gì đóng góp hoặc ý kiến hay hoặc là ý kiến khen chê gì, các bạn vui lòng để lại comment bên dưới. Mình sẽ tiếp thu và làm những cái video lần tới nha các bạn. Rồi, chúc các bạn một ngày thật là vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.